Hello anh em nha, em Thành Bến Tre nha. Xe này mới vừa bán ra cho khách Spark AT, nó bị hư cái máy lạnh, mới bán mấy hôm. Mình vẫn hỗ trợ làm lại miễn phí cho anh ha. Chứ thường đó, anh đẹp trai nè không? Đó, anh đẹp trai à. Giờ mới vừa bán em ma tích cỏ rồi. Giờ anh ghé mà bán được cái ma tích cỏ rồi, thấy chưa? Giờ bây giờ về Vĩnh Long hả? Dạ. Về Vĩnh Long hả? Không, hư là mình hỗ trợ làm lên cho ảnh tay, ảnh đẹp trai. Chứ nếu mà ảnh xấu này không bảo hành đâu. Người ta đúng đâu hành máy, đâu hành cái máy lạnh đâu. Đó, xe này mình mới vừa quay hôm qua nè. Mình Tài, anh đụng à. Lấy xô luôn. Tài mới. À. Dạ anh ghé cái mình bán được cho mà tiếp luôn. Xe này mới quay hôm qua. Họ sửa anh em nha, chiếc xe này hôm qua giờ em nhận được khoảng chừng gỡ 300 cuộc gọi. 300 cuộc gọi khách hàng đều đòi cọc xe này, nhưng mà ai cũng đòi cọc cho rồi thôi. Cọc có anh kia, nó cọc ở xa quá, anh cọc mà không chịu xuống, anh chút bữa nay xuống không xuống. Rồi thôi em bán đi luôn, có gì gỡ cọc nó lại. Tại vì mấy xe cỏ là mình không có muốn là mình nhận cọc anh em, không muốn giao. Thì xe cỏ đen anh em xuống đây lái thực tế, chạy thực tế cho nó dễ. Tại vì nó quay nhiều khi thông hình nó không giống thông hình đâu anh chị ha. Đó, xe hiện tại bên em bây giờ cũng khá là nhiều nè. Quá trời nè, Innova nữa nè. Innova. Rồi tới Hyundai Avante nè anh chị ha. Avante này mình bán có 265 anh chị ha. Xe đẹp gia đình 211 luôn. Innova nè, Innova đẹp cực kỳ luôn anh chị. Em bán 180 triệu bao xài bao chạy luôn, mới vừa sơn xong. Bữa không quay anh em mấy cái này nè, chạy chạy nè nhớ không? Em mới sơn mới luôn á. Đẹp không? Sơn hai bên luôn. Sơn hết 1 triệu mấy rồi thôi, chạy sơn tặng khách quan trọng gì đâu đó. Mới sơn hết luôn á. Còn Innova đó 175, Ford Everest 180, Genesis 420, Wigo 200, Wigo 219, 282, ai còn 101. Xả 101 anh em tự kiểm, em kiểm hiện 115. Captiva em bán 235 nữa nè. 209 nè, tự động em bán 245 nha anh chị nha. Chiều nay mà về được chiều nay mình lên quận 7 mình lấy xe về được xe gì ta? Spark 2013 gia đình bản 1.2 bản đủ anh em ha. Đó, rồi bán tải Isuzu đời mắc. Đó, rồi dây, rồi Innova đời mới, Innova đời cũ, rồi Awel, cho Awel, nói chung là chiều nay về được 6 xe nữa anh chị ha. Rất là nhiều luôn, Nubia cỏ nữa. Rất là nhiều luôn anh em qua lựa chọn nha. Đây có Civic nữa nè. Ở trong thì còn quá trời luôn. Anh em nào qua xem được xe nào ủng hộ cho anh Thịnh ha. Nhiều lắm. Xe ba mấy triệu không ngờ xe mà đẹp vậy luôn. Đó, chờ ru nè, chờ ru còn quá trời luôn nè anh chị qua lựa ha. Chờ ru này mình cũng mới vừa rửa xong nè. Chờ ru này mình bán 240 nè anh chị ha. Bao xài bao chạy nha. La Sơn 135, La Sơn đây 120. Đó, hai xe này bao chạy luôn. Dòng xe Mỹ chạy sướng lắm anh chị, có túi khí an toàn nha. Xe này thì sơn xi đẹp, mua về đi ha. Nội thất ok, 135 triệu. Bằng một xe máy thôi, chạy ngon sướng, ok luôn anh chị ha. Cru màu xanh, cru màu đen, Sonata nè, La City Vios nè. Ở trong nữa nè, còn nhiều lắm anh chị qua xem lựa chọn chạy thử nha. Bao anh em lấy thử chạy thử vô tư, kiểm tra xe lấy thử, dẫn thợ heo coi nha anh chị nha. Anh em nào không gành cứ dẫn thợ heo coi, chạy thử lấy thử đi, con lành này lấy về. Đó, nhiều xe đẹp chờ anh chị mình ha. Giá từ 100 cho đến 300 nhiều lắm, anh em qua lựa. Rồi cảm ơn anh em nhiều, chúc anh em mình buổi trưa vui vẻ. Anh em xem clip vui lòng bấm dấu đăng ký kênh để cập nhật nhiều video hơn nha.